của má đề đang ngồi bàn đề. Trời ơi, nói nghe nè, là ngày hôm qua đó tôi nằm mơ thấy con cày cắn tôi. Chó nhỏ 11 chiều nay nó sẽ ra, bạn hãy đánh bao lô 11 đi. Ôi thôi rồi, 11 ra ngay chóng, nhưng đại phủ không phải đại chính rồi. Trắng tay luôn giờ đây biết tính sao, người ta cứ réo nợ nặng ngoài thôi. Bỏ số đề đi bạn ơi, thôi bỏ số đề đi, luyến tiếc làm chi những con số quyền bi. Ngày xưa bạn trông thật hoài, đâu có thua một ai, mà giờ đây bạn như thế này sao? Bán hết nhà cao, xe máy đi bộ luôn, cũng bởi vì mê cái con số đề thôi. Giờ đây đừng coi lè lói, cuộc đời sao u tối thì thôi, dừng bước đi bạn ơi. Còn riêng tôi bỏ số đề luôn. Nói nghe nè, là ngày hôm kia đó tôi nằm mơ thấy con chuột nuốt tôi. Chuột nhỏ 15 chiều nay nó sẽ ra, bạn hãy đánh siêu chú 015. Trung to rồi 015 ra ngay chóng, đại Bến Tre không phải đại Vũng Tàu. Trắng tay luôn giờ đây biết tính sao, người ta cứ réo nợ nặng hoài thôi. Bỏ số đề đi bạn ơi, thôi bỏ số đề đi, luyến tiếc làm chi những con số quyền bi. Ngày xưa bạn trông thật hoài, đâu có thua một ai, mà giờ đây bạn như thế này sao? Bán hết ruộng nương, ao đất ở chuồng heo, cũng bởi vì mê con số 015. Giờ đây đừng coi lè lói, cuộc đời sao u tối thì thôi, dừng bước đi bạn ơi. Còn riêng tôi thua bởi 015. Về nhà làm lại từ đầu, cuộc sống ta vốn còn dài lâu. Quên đi giấc mộng phù du, cờ bạc là ngục tù tâm tôi. Bỏ số đề đi bạn ơi, thôi bỏ số đề đi, luyến tiếc làm chi những con số quyền bi. Ngày xưa bạn trông thật hoài, đâu có thua một ai, mà giờ đây bạn như thế này sao? Bạn ở ruộng nương, ao đất ăn mài luôn, cũng bởi vì mê con số 015. Giờ đây đừng coi lè lói, cuộc đời sao u tối thì thôi, dừng bước đi bạn ơi. Còn riêng tôi cũng bỏ số đề luôn. Đúng rồi đó mà, nên bỏ số đề đi. Ấy, thiệt là không có tốt cho bạn đâu. Ấy da, thiệt là quậy đầu làm ơ. Không nên xa vào Dũng lại, càng quậy nó càng sâu đó mà.